Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đến từ đường phố đấy mọi người nhá. Chào anh em game hay tài chiến mình từ đường phố đâu bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin một like và một subscribe channel phát triển nha, các anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cái series, một cái series mà diễn ra hàng tuần anh em, đó series liên quan đến server mới. Để xem tuần này với sự kiện tương mới anh em Lami Qualo chúng ta có thể làm gì ở server mới không, liệu có quẩy cụ quẩy hay là có thể chơi được hay không, thì ok, ở clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước đến với S471 để test thử các bạn nhá. Và trước khi tiếp tục clip thì vẫn như thường lệ anh em, tôi xin 2 phút quảng cáo để kiếm thêm hộp sữa cho con. Anh em cũng thích có thể tôi qua, cảm ơn người rất nhiều. Giờ thì quảng cáo thôi để con vào chiến game. Ok, trước khi tiếp tục video thì tôi muốn giới thiệu anh em đến con game Kawin, người em kiếm bài đánh kiếm tiền hot nhất hiện nay anh em, một những con game này nó cực kỳ hay các bạn, với cái phần cách chơi vô cùng đơn giản đấy, hàng ngày đăng nhập nhận rìu, đủ rìu thì chặt điểm anh em, chặt thì nhận được về phần tiền hấp dẫn. Ngoài ra thì game nói chung được cái game này dễ kiếm tiền anh em, các bạn thấy giờ trải nghiệm rất là đơn giản anh em, báo danh hàng ngày nhận ngay phần miễn phí này anh em này, chia sẻ nhận xu anh em, chia sẻ nhận tiền. Ngoài ra thì các bạn này nhận gift code ở dưới phần mô tả, tôi để link rồi anh em qua bên nhóm và nhận thêm gift code về nhận, anh em có khả năng kiếm từ 10 cho đến 500k. Đấy, vòng quay mỗi ngày anh em, nó tham gia vòng quay mỗi ngày để kiếm thêm tiền để chơi. Ngoài ra thì chia sẻ đơn giản để làm đại lý của game thì cực kỳ đơn giản anh em, chỉ vài bước thao tác là bạn có thể trở thành đại lý của game rồi. Đặc biệt khi mà anh em nạp nhiều thì bạn sẽ nhận được những đặc quyền riêng của VIP anh em nhé, hỗ trợ rất là nhiều luôn. Cổng nạp game thì vô cùng thoải mái, quá trời cổng thẻ nạp anh em, Momo, Play, Zalo, rồi Play Viettel Pay, rồi Banking anh em, đó, các kiểu đầy đủ cho anh em nạp. Game thì vô cùng dễ chơi anh em, có đủ thể loại anh em, game bài rồi game bắn cá lồ hú các kiểu. Hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử thủy hử anh em. Đấy, một trong những game lồ hú tôi rất là thích chơi anh em, có cơ hội lồ lên đến rất là nhiều. Ui mất phát anh em, làm lại 2 củ 4 rồi. Đó, mất 1.8 triệu làm lại 2 củ 4 anh em, quá đơn giản. Em thôi đỏ quên đi các cụ à, rồi nó còn chần chừ nữa mà anh em không tải, link tôi để dưới phần mô tả nha, anh em thể tải về và trải nghiệm được cùng tôi. Đấy, 4.2 triệu anh em, ăn lớn luôn các bạn. Trời ơi, quá ngon. Đó, quá dễ chơi và quá dễ kiếm tiền anh em. Đó, xương xương thôi anh em thấy không? Đó, lên 31 củ rồi. Đấy, vô cùng dễ chơi anh em, cực kỳ đơn giản. Ui, nằm con rồng nữa thì đau đầu. Ok, ngoài ra thì game thì có cổng rút thì vô cùng đơn giản anh em. Đó, rút tiền 3 cổng lận anh em, tha hồ mà rút, còn thích rút bao nhiêu tùy. Đó, anh em nhiều thẻ này rút tha hồ. Đó, còn chần chừ nữa mà không tải game anh em, link tôi đây để phần mô tả nhé. Cảm ơn người rất nhiều và giúp anh em sẽ tải game về ủng hộ ạ. Cảm ơn người. Giờ thì quay trở lại video nào. Ok bạn, hiện tại tuần này thì có mối thư quà tặng đây anh em. Quà web không phát, quà VIP quên mấy quà phần cứng thì tham gia mới nhận được nói anh em, nhưng mà quà web thì đã đóng rồi anh em, hết hạn rồi. Giờ chúng ta chỉ nhận được mỗi thư quà tặng thôi. Thư quà tặng thì cũng được 2k kim cương. Nói chung thì cái này thì cũng chưa vào chê anh em, bởi thư quà tặng nữa là đâu rồi. Đồng rất là ok các bạn. Rồi, tiếp theo thì đến code anh em, để xem nào. Tôi tưởng có thêm quả web đấy anh em thì quá ngon. Đây hôm nay tôi mới nhập thì mới là có khi nhập muộn, biết hôm thứ 6 anh em đành nhập hôm thứ 6 còn nhận được không? Mấy anh em mà nhập hôm thứ 6 còn có nhận được quả web không, comment coi nhé, nếu nhận được thì comment để cũng biết ạ. Đây, nó code hiện tại chúng ta còn mỗi 3 code đây anh em, trên đó có một cái code điện thoại đó là huyền thoại hai tạc. Ngoài ra thì còn code tuần. Đây các bạn, code tuần. Đây các bạn, code tuần. Và cuối cùng đó là code mới nhất ngày hôm qua anh em, đó code livestream của Lami anh em, hiện tại còn đúng 3 code này là các bạn có thể nhập vào xe mới đi chơi. Bây giờ xe mới thì các bạn nhận được thêm quà của các sự kiện ngon ngon thì còn chơi được anh em, còn lại là chịu. Không còn gì để chơi đây anh em. Đấy, nói chung giờ đây anh em xe mới đây các bạn. Còn đúng 3 quà các bạn, không hơn không kém anh em. Càng thật sự mới thử quà tặng nữa 4 các bạn. 4 quà code anh em, quá gắt. Tổng quà về chúng ta được 22 thùng bia anh em, một rương may mắn 20 có bia vàng, 3k2 kim cương, nhưng mà được một nửa đánh boss anh em, bù lại thì chúng ta được buộc một nửa đánh boss và một cơ hội mở rương nhân phẩm. Nói chung một phát một ăn hai mất. Năm belly. Căng nhờ. Có khi nào chưa mộ xe mới ra được Nami Qualo luôn không nhờ? Đây chắc là best nhân phẩm luôn anh em, cũng có đấy nhưng mà không đâu, nhưng mà đến đâu đến anh em và đem thôi được, đuôi đái theo Jin B luôn anh em, khởi động Jin B luôn, đùa đâu, bất giỡn à. Nhưng mà cũng không ăn thua anh em, Jin B thì Jin B chứ cũng không ăn thua cho lắm.
Rồi, 4k dưới à? Sao lại không hơn thêm tí nữa anh em? Tầm này 4k rưỡi thì hơi căng rồi. K6. Ok các bạn. Cho mua được đánh boss anh em. Ok xem nào sự kiện anh em. Ây da. Triệu tập từ 5 sao kiếm thêm kim cương nữa các bạn. Được rồi, bao nhiêu tướng 5 sao nữa thì nhận được thêm kim cương anh em. Ok, một tướng nữa thôi. May quá chỉ là một tướng nữa thôi anh em. Rồi, đủ rồi các bạn, 5k kim cương đây rồi. Ủa được cái thì chưa biết thế nào, anh em thấy 5k kim cương xe mới thì cũng không đều nó khó kiếm các bạn. Ừ, cũng dễ kiếm. Đây, mà lem được ngay 50 thùng bia các bạn. Ừ, không ít thì nhiều anh em, 50 thùng bia. Ừ, cũng được đấy. Bây giờ ra được gì không là quan trọng các bạn. Em Meppo. Killer Sugar King. Ây chà, càng đấy. Là cốc bia vàng à. Yeah, thêm cốc bia vàng các bạn. Thêm được 2 phát nữa anh em. Tuần này xe mới nghe cũng hơi toang các bạn. Tuần này xe mới nghe cũng hơi toang. Chứ nói ok thì cũng ok lắm bạn, hơi toang. Ok luôn. Thêm kim cương. Có luyện cháu nào không luyện cháu nào anh em. Sự kiện chúng ta thêm được hai lượt đánh boss anh em, cũng ngon. Bây giờ đùa đâu anh em, thêm được hai lượt đánh boss các bạn. Xem nào. Đội lính chỉ 10 sao. Cái này mới khó anh em, đổi cái lính chỉ 10 sao nó mới khó nha. Ừ. Rồi. Ok, lấy hộ 1P. Bắt buộc là phải đi mua rồi anh em. Ui trời ơi, lại thùng bia. Thùng bia server mới tầm này thì khác gì đánh đố nhau đâu các bạn. Không chơi được. Ok, chúng ta có thêm ít form. Vẫn là khó nhài lắm anh em. Ok. Được ba rương. Ba rương kim cương. Đen thôi đọc mình đi anh em, một chơi tiếp hai dừng lại luôn. Thế này cho nó khỏe các bạn, một chơi tiếp hai dừng lại nào. Ui, Lami anh em. Cũng là Lami đấy nhưng mà nó nẹ lắm. Bây giờ chưa gì đã đẩy tướng này thì toang rồi. Tuần này cũng không có cách biện pháp nào để mà xử lý được cái đám tướng này anh em. Ui. Quá căng. Quay lại cái server bá nhất hôm bữa chơi anh em. Từ hôm chơi được đúng cái server này tôi thấy bá nhất các bạn. Để nhận được úp phát tướng Zoro E5 open 10 sao luôn anh em biết rồi. Đấy, từ hôm giờ là bá nhất là thấy tướng này thôi anh em. Chưa thấy tướng nào khác. Chưa thấy ác nào khác anh em. Đó, thêm một đánh boss này. Từ hôm nhảy server mới giờ thấy được chắc là mỗi server này là bá nhất thôi anh em. Còn 90 kẹo sô-cô-la rồi à. Ừ, 90 kẹo sô la được rồi anh em, cần nhiều. 17k kim cương. Ok các bạn. 90 kẹo sô cô la. Nói chung là vẫn cứ thoải mái quậy đây. Đấy. Túi đâu. Đá cường hóa còn 34k. Nên đủ form đồ không biết.
sự kiện còn nào. À này còn đủ mỗi kim cương, anh em sẽ đốt kim cương mua nó không hợp lý. Chắc là vẫn là đợi lên cấp anh em. Ok, nói chung vui chơi thôi, chứ nói chung tuần này sự kiện sao mới thì quẩy cũng tạm tạm thôi anh em, nhưng để nó ngon thì thật sự nó không đánh giá là ngon được, bạn quà quá ít anh em. Đấy. Không biết là anh em nhảy sớm thì không biết là có nhận được quà web không, không biết nha. Đó, tôi nhảy hôm nay thì chỉ có 4 quà code hay thôi anh em, nó bạn nào hứng thú thì có thể nhảy chơi. Nói chung thì đen lắm, chịu khó thôi anh em, chắc giờ hôm nay nào thêm thôi, chịu. Rồi video sáng nay quẩy chơi chơi đây anh em, clip kết thúc đây nha, hẹn anh em theo giờ thì bye bye người.